Hôm nay em hướng dẫn chị em mình kết cái hạt trai ha, kết chuỗi. Ở đây là cái lai tai áo dài ha, chị em mình tưởng tượng đây là cái lai tai áo kiểu cũng được nha, hoặc là cái cổ, cái mí cổ tròn, cổ vuông mình cũng được. Cái này là em hướng dẫn chị em mình kết ngoài cái dìm ha, ngoài cái dìm lai. Hôm nay em hướng dẫn chị em mình kết cái kiểu đơn giản ha. Đơn giản mà mình kết, thí dụ như chị em mình may cái áo cổ vuông hoặc cổ tròn mà nó hơi bị rộng một chút, chị em mình xử lý bằng cách là mình kết cái hạt trai vô. Để em nói một chút xíu xíu cái này ha. Ở đây là cái áo này em may cho khách, thì là cái áo của mình, là cái lai áo của mình là may rode nha. Đây, cái này là cái tùng áo của mình, cái lai áo ha, cái lai áo này em may rode. Cái này bằng thun nha, cái này thun, nhưng mà thun này nó giãn nhiều lắm, cái dạng mình lưới á mấy chị, cái mình lưới này ha, khi mình căng ra nè, nó giãn rất là nhiều. Giãn hay không giãn gì mình không có sợ ha. Mai mốt thì sau cái áo này rồi thì em sẽ sau cái áo mà sau cái áo màu xanh của mình, sau cái áo này nha. Sau cái áo này rồi thì em sẽ hướng dẫn chị em mình may tới cái áo, cái lai rô đê ha. Lai rô đê là và cổ rô đê, cái tay cũng rô đê nha. Đây, tay áo của mình, tay áo của mình cũng rô đê luôn, rồi cái cổ của mình cũng rô đê luôn ha. Ở đây là có kết chuỗi nha. Đúng ra là cái áo này nó không có liên quan tới cái áo mình đang kết hướng dẫn kết chuỗi, nhưng mà là ý em nói là về cái phần kết chuỗi à. Để em trải cái màu đậm lên cho nổi cái cổ áo lên để mấy chị hình dung. Tại vì có nhiều chị em may xong áo kiểu rồi mà chưa có trang trí được, cho nên em bắt buộc em phải chen vô cái video này để hướng dẫn ha. Rồi từ từ em sẽ chen được thì em sẽ chen chen để em hướng dẫn chị em mình tiếp nha. Đây, em lấy cái màu đậm em chen vô để chị em hình dung được cái cổ áo của mình ha. Thì chị em cần cần mà vẽ cái cổ như thế này thì chị em cứ liên hệ với Phúc ha, là Phúc có mấy cái thước mẫu để mà vẽ rô đê ha. Rồi ở đây là mình sẽ kết hạt trai, thì bên Phúc cũng có phân phối hạt trai đủ cỡ cho mình ha. Ở đây thì là em kết có 3 loại hạt nè, một là 8 ly, hạt 8 ly ha, hai là hạt 4 ly, 2 ly, nói chung có đủ ha. Chị em mình kết nhiều cỡ thì cái áo mình nó sẽ sinh động hơn ha. Đây, mình kết hạt để mình trang trí. Nếu như mà nhìn từ xa thì thấy cái áo nó đơn giản, nhưng lại gần á thì chị em mới phát hiện được cái áo nó đẹp, là tại vì cái dải nó giãn cực kỳ giãn luôn, mà mình may cổ áo nó không bị dẫm, nó không bị hở ha. Rồi mình kết hạt trai mình trang trí lên. Rồi thì hôm nay em sẽ hướng dẫn chị em mình kết một kiểu nữa ha. Một kiểu nữa em hướng dẫn kết trên cái tay áo ha. Thí dụ chị em mình may cái áo cổ cổ vuông hoặc là cổ tròn, chị em mình kết trong cái viền vẫn đẹp nha. Còn cái này thì em kết tự do, cái này là em hướng dẫn kết tự do, hôm nào em sẽ kết cái này em hướng dẫn chị em mình. Còn cái áo cổ kiềng hôm trước mà cổ kiềng mai có cái nẹp thì em cũng hướng dẫn chị em mình kết nữa, mà em chưa có quay xong, khi quay xong rồi em sẽ gửi lên mấy chị. Rồi bây giờ đầu tiên ha, là mình chuẩn bị cái tay áo nào mình muốn kết hoặc là vòng cổ ha. Chị em mình chuẩn bị hạt. Chị em mình chuẩn bị hạt, chị em mình thích kết hạt nào thì mình cứ chuẩn bị hạt đó, mình thích cắt kết cái hạt lớn thì mình chuẩn bị hạt lớn, 4 ly hay là 6 ly hay là 8 ly hay là 2 ly ha, mình cứ thích cái hạt nào kết hạt đó. Nó có nhiều cỡ cho mình nha. Đây, thí dụ như chị em mình lớn thì chị em mình kết những cái hạt to lên. Còn ở đây cái áo của bạn này còn nhỏ ha. Bạn này rất là gọn ghẽ, gọn người lắm, cho nên thì em sẽ kết cái hạt nhỏ để cho cái áo nhìn trong nó thanh mảnh ha. Còn chị em mình, cái chiều ngang chị em mình lớn thì kết hơi lớn một chút. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Đầu tiên thì chị em mình bắt từ cái đường may, từ cái đường may lai ha. Cái lai viền mình kết cũng được, mà cái lai mình lên lai bình thường, thí dụ như khách mình luôn cái lai bình thường mình kết vẫn được nha, không sao hết. Đầu tiên chị em mình giấu cái mối chỉ ở bên trong, giấu mối chỉ bên trong đừng cho lộ ra. Mình giấu cái đầu khóa chỉ của mình bên trong, chị em mình khóa một mũi chỉ cho nó thật là chắc. Mình xỏ 1 mm hoặc là cứng 1 mm thôi, cho thật là chắc ha, mình kết cho nó chắc rồi. Chị em mình nhớ là xỏ chỉ đôi nha.
hai sợi. Nếu mình kết hạt to như thế này thì mình xỏ chỉ tư. Còn nếu mà mình kết hạt nhỏ thì mình xỏ chỉ đôi ha. Ở đây em xỏ chỉ đôi. Rồi một mũi đầu tiên ha, chị em mình sẽ lấy một hạt. Một hột một rồi ha. Rồi chị em mình sẽ kết vô. Đây bắt ở dưới mình kết lên, kết dưới cái mí này, kết 1 mm hả nha. Đây em kim kim chị em mình nhìn kỹ ha, 1 mm. Rồi chị em mình sẽ kết thêm một dấu nữa, cái dấu đầu nó hơi bị khó ha, nó mất công một vòng kim nữa. Rồi mình đính cái hộp mình dính chắc ở đây rồi. Rồi xong chị em mình bắt ở dưới đây, chị em mình xỏ ngược lại y như cái đường lúc nãy. Mình xỏ ngược lên trên này ha, bắt từ ở dưới xỏ lên. Rồi chị em mình gút nó lên. Rồi bây giờ thì cái hạt mình nó dính ở đây. Tiếp tục chị em mình sẽ lấy hai hạt nữa. Hai hạt ha. Đây chị em mình lấy hai hạt. Rồi chị em mình tiếp tục kết xuống đây. Nhưng mà lần này chị em mình kết giữa cái mũi kim cuối cùng lúc nãy nè ha, qua mũi kim kế tiếp chỉ bằng một cái bảng hạt này thôi. Cái hạt này 2 ly thì chị em mình sẽ cho qua 2 ly. 4 ly thì mình cho qua 4 ly ha, mình cắt cái mình kết cái khoảng cách bằng cái hạt. Ha chị em nhớ ha, mình đưa cái khoảng cách bằng cái hạt. Nếu chị em kỹ thì chị em kết cái mối phía dưới nè, đừng kết phía trên. Đây nè ha, mình kết leo cái phía dưới. Khi kim mình xỏ kim nó không có dư lẹo lên cái mí trên. Khoảng cách chỉ bằng một hạt thôi nha, nhưng mà mình ghim hai hạt. Rồi xong chị em mình kết vô. Xong rồi chị em mình sẽ y như lúc nãy, mình bắt từ ở dưới mình xỏ cái hạt này ngược lên. Từ ở dưới mí này mình ha, mình xỏ ngược lên. Rồi chị em mình gút sát xuống. Ha, rồi tiếp tục nữa mình lấy hai hạt nữa. Rồi mình lấy hai hạt nữa ha, đây, hai hạt này ha. Mình lấy hai hạt. Rồi xong chị em mình cũng cho khoảng cách giữa cái hạt cuối cùng và cái hạt tiếp theo của mình khoảng cách bằng một hạt. Cái hạt 5 ly thì mình cho cách nhau 5 ly, hạt 2 ly thì cách nhau 2 ly. Đây, mình xỏ dưới cái mí dưới bề trái của mình xỏ lên ha. Rồi chị em sẽ rút chỉ sát vô. Xong rồi tiếp tục chị em mình sẽ bắt ở dưới này xỏ ngược lên y như lúc nãy. Mình xỏ trở lại cái vị trí cũ của mình ha. Rồi chị em mình gút cho nó chặt. Rồi thường ha, thường là khoảng tầm 2 lần xỏ hoặc 3 lần xỏ chị em mình có ý ha là khóa mối chỉ cho nó dính chắc. Ở đây là 2 lần xỏ rồi ha, mình cho 3 lần xỏ mình khóa chỉ một lần. Đây tiếp tục nữa chị em lấy hai hạt tiếp theo. Cái kiểu này đơn giản nhất nha, nhưng mà để em kết chút xíu rồi chị em nhìn hiệu ứng của nó. Rồi tiếp tục nữa chị em vẫn lấy khoảng cách giữa cái hạt cuối cùng và hạt tiếp theo mình bằng một hạt. Rồi xong ha, mình vẫn xỏ ngược trở lên ha, nhưng mà đã qua 3 lần xỏ rồi thì chị em mình nên khóa một mối chỉ. Mình xỏ tiếp tục mình nên khóa một mối chỉ cho nó chặt ở đây. Rồi mình khóa một mối chỉ chặt rồi thì mình tiếp tục mình xỏ ngược lên trên. Để bảo đảm là lỡ như mà mình mặc nó có bị đứt bất tử, lỡ xui mà nó có bị đứt bất tử thì nó cứ chỉ vuột vài mũi đó thôi, nó không vuột hết của mình ha. Rồi tiếp tục nha, bây giờ em kết tiếp tục ha. Mình vẫn lấy hai hộp. Nó có rất nhiều kiểu để mình kết, nhưng em hướng dẫn chị em mình làm cái đơn giản nhất. Rồi một cái khoảng cách thì vẫn y như vậy ha. Khoảng cách thì cứ bằng một cái bảng, cái cỡ hộp của mình là được. Rồi chị em cứ như vậy rồi xỏ ngược trở lên. Rồi em kết hơi nhanh xíu ha. Để chút xíu nữa chị em mình nhìn cái hiệu ứng của nó nha. Còn kết những cái ống trúc, những cái khúc, những cái cườm tắm này nọ thì mai mốt em sẽ sắp lịch, em sẽ có thời gian thì em sẽ hướng dẫn chị em mình kết để trang trí áo kiểu của mình. Cái này nói là cái tay áo dài nhưng mà chị em mình kết lên áo kiểu, cổ áo kiểu vẫn đẹp ha. Đó, ví dụ như chị em mình mai cổ vuông mà lỡ bị rộng, chị em mình kết theo cái viền của cổ thì cái cổ mình tự động nó sẽ nhỏ lại cỡ tầm. Nếu mà mình xài hạt 5 ly thì xin lỗi, mình xài hạt 6 ly thì nó sẽ chồng lên là cỡ một phân á, mình che đi giáp cái cổ mình cỡ một phân á. Cho nên cái này nó có lợi lắm mấy chị, nếu mà mình lỡ mai cổ rộng mình kết theo cái mẫu này ha. Còn ở đây thì tại vì em kết cái hạt thật là nhỏ để mà cho nhìn cái tay nó mảnh mai, tại vì bạn này nhỏ người á.
Dễ lắm, mình cứ lấy hai hạt rồi mình cứ bắt ở dưới mình xỏ lên cái mí dưới nè, mình xỏ lên cái khoảng cách nó thì em nói rồi ha, bằng một cỡ hạt của mình, bằng cái hạt mình 3 2 ly thì mình bỏ qua 2 ly, 4 ly thì mình bỏ qua 4 ly ha. Rồi cứ y vậy, mình cứ làm thao tác y vậy hoài cho tới hết cái lai tay mình, thì cái hiệu ứng rất là dễ thương. Rồi em làm thêm một dấu nữa, rồi nhờ Phúc dừng camera ha, rồi khi mà em làm xong cái tay rồi em cho chị em mình xem, rồi em sẽ hướng dẫn chị em mình kết một cái mẫu thứ hai ha, một cái mẫu số 2. Cái mẫu này là mẫu thứ nhất ha, em sẽ hướng dẫn chị em mình kết một cái mẫu tiếp theo. Rồi chị em mình nhìn cái hiệu ứng của nó nè, cái lai tay chị em mình kết dưới cái mí bìa cũng được, mà chị em mình kết trên đây cũng được nha, chị em mình cứ kết phía trên đây cũng được, nhìn nó cũng rất là dễ thương. Chị em mình kết ngang cái lai áo dài luôn càng đẹp, ngang cái lai áo luôn. Rồi nhờ Phúc dừng giùm chút ha, Phúc đây ha, mấy chị nhìn ha, em đã kết được cái này, em mới kết nửa cái lai tay hà nha. Thì chị em cứ kết như vậy cho đến hết giáp cái lai tay của mình thôi ha. Rồi cái hiệu ứng của nó đây để chị em nhìn ha. Đây, khi mình làm xong cái lai tay, mình nhìn kỹ lại thì nó rất là mảnh mai. Chị em mình thích kết hoạt lớn thì lấy hạt lớn hơn ha, hạt lớn hơn kết sẽ nhanh hơn. Tại vì cái tay áo của bé này nó nhỏ thì chị em kết cái hạt nhỏ. Rồi tiếp theo em sẽ hướng dẫn chị em mình kết thêm một mẫu nữa nha. Một mẫu nữa thì chị em mình kết lên cổ áo cũng được, cái mẫu này thì lên cổ cũng được, lên tay cũng được, lên lai áo cũng được ha. Hoặc là chị em mình trang trí trên áo sơ mi á, mình kết theo cái nẹp gài nút cũng được nữa, mình kết một đoạn á cũng được nữa. Còn cái mẫu thứ hai này cũng vậy, mình kết lai tay cũng được, cổ áo cũng được ha. Bây giờ em sẽ dừng cái tay này ha, em kết cái tay tiếp theo để chị em mình đỡ mất thời gian nha, chứ kết nguyên cái tay áo nó dài lắm. Bây giờ em ghim này em dừng, nhờ Phúc dừng giùm em lấy một cái áo dài khác nữa, em hướng dẫn chị em mình kết luôn. Bây giờ mình tiếp tục kết cái mẫu số 2. Nhưng mà trước khi kết cái mẫu số 2 thì em nhắc lại một chút xíu ha. Chị em mình, cái mẫu kết của mình lúc ban đầu, lúc nãy em hướng dẫn chị em mình nè ha. Chị em mình có thể kết lên bâu áo được nha. Lúc nãy em quên nói để chị em mình hình dung ha. Đây cái bâu áo dài, chị em mình kết lên cái bâu áo dài ha. Mình kết theo cái dìm của cái lá bâu rất là dễ thương luôn. Đây ha, mình kết xuống. Đây ha, chị em thấy là kết lên vô cái bâu áo dài nó rất là dễ thương. Rồi mình cái bâu tròn thì mình kết theo cái bâu tròn ha, nó vẫn đẹp nha. Bâu lá sen ha, chị em mình kết theo bâu sen cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ tạm ngưng cái áo này một chút rồi em kết sau ha. Em sẽ hướng dẫn chị em mình kết một cái áo tiếp theo. Để dọn. Rồi tiếp theo em sẽ hướng dẫn chị em mình kết một mẫu lai tay nữa nha. Tại vì một mẫu lúc nãy là nó ngắn, nó ít quá cho nên em cho thêm một mẫu nữa. Rồi từ từ em sắp xếp thời gian, em sẽ hướng dẫn chị em mình kết nhiều mẫu hơn. Thì cái mẫu như thế này chị em mình kết lên bâu áo vẫn được nha. Hay là mình làm theo cái nẹp nút của mình cũng được, hoặc là mình lên lai tay áo dài, áo kiểu, áo đi chùa của mình cũng được ha. Áo bà lai cũng được, nói chung mình thích trang trí cái gì thì mình trang trí cái đó thôi ha. Thì em sẽ hướng dẫn chị em mình kết cái đường chuỗi kiểu khác, hạt to hơn một chút ha. Bây giờ là cái này em đã kết sẵn một đoạn rồi, thì còn một đoạn tiếp theo em sẽ hướng dẫn chị em mình nha. Đây chị em mình sẽ phải xỏ 2 cây kim. Kết mẫu này chị em phải dùng 2 cây kim ha. Một cây kim cũng kết cũng xỏ chỉ tư, 2 cây kim xin lỗi, 2 cây kim mình cây nào cũng xỏ chỉ tư hết ha, xỏ chỉ làm tư. Thì ở đây là em kết tới đây rồi em dừng để mà em hướng dẫn ha. Thì chị em mình bắt đầu nha, bắt đầu vô thì chị em mình sẽ lấy cây kim, mà cái kim này là chị em mình thấy rõ ràng cái mối chỉ nó đang nằm ở những cái hạt nhỏ của mình. Hạt này là hạt 2 ly ha, cái này là mình dùng hạt 2 ly và hạt 6 ly, hạt lớn là 6 ly, hạt nhỏ là 2 ly ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình kết mấy cái hạt này, thì chị em có cần thì chị em cứ liên hệ với Phúc nha. Rồi thì chị em mình sẽ xỏ 5 hạt một lượt, 5 hạt 2 ly. 1 2 3 4 5 hạt ha. Đây 5 hạt.
Rồi chị em mình xỏ 5 hạt xong chị em mình kéo. Kéo lùa vô chỉ mình. Lùa vô chỉ mình rồi ha. Rồi chị em đẩy cho nó khép sát lại. Rồi chị có cái là chị em mình kéo tròn qua cái hạt của mình, hạt lớn của mình nè. Kéo tròn qua. Kéo tròn qua, nhưng mà chị em đừng có kéo sát co xuống nha. Đừng có co tròn xuống cái hạt. Đây ha. Nó vừa sát cái hạt, còn một hạt cuối cùng nó hơi đẩy lên trên chút nha. Nè, nhìn em nè ha, đẩy lên trên một chút. Đây. Rồi chị em mình sẽ cắm kim xuống. Rồi mình sẽ cố định cái hạt này. Đây ha. Rồi chị em mình sẽ lùi lại một hạt rồi nè. Cái kim mình sẽ lùi lại một 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 nhịp. Xong mình xỏ lùa vô. Lùa vô cái hộp cuối cùng nè, để mình khóa mối chỉ lại. Và mối chỉ nó tiếp tục giống như là mình không có dừng ha. Đây, mối chỉ cuối cùng nó là vẫn nối đuôi nhau. Rồi tiếp theo nữa. Tiếp theo nữa thì chị em mình sẽ bắt đầu từ cái mối chỉ của cái hạt mà cuối cùng của mình nè, mình cắt ra nha. Khoảng cách từ cái mũi cuối cùng này qua bên đây là 3 mm. Xong chị em mình sẽ lấy một hạt nữa là hạt 6 ly ha. Mình xỏ một hạt 6 ly. Mình dùng cái kim khác nha. Cây kim nào xỏ hạt lớn là hạt lớn không, cây kim nào xỏ hạt nhỏ là hạt nhỏ không ha. Cây kim này xỏ hạt lớn nó đi đường thẳng. Rồi xong chị em mình kết xuống đây. Chị em mình kết tiếp theo là nó ngay cái đường may mình nè ha. Khỏi mất công mình luôn mình gì hết á. Áo dài cũng vậy chị em, nếu kết thì chị em may cái lai áo luôn. Rồi ha, chị em mình sẽ kết. Kết cái hạt này xuống. Nếu chị em kỹ thì chị em cứ muốn kết hai vòng thì kết ha. Ví dụ như chị em muốn kết hai vòng thì chị em mình cứ kết hai vòng cho nó chắc. Còn chị em muốn kết một vòng thì cắt kết một ha. Em thì thường là em kết một xa xa em mới có con dấu, em kết hai mối. Hai mối để cho lâu lâu nó chắc một cái thôi, chứ thực sự là mình kết một mối được rồi. Rồi ha. Khi mà chị em kết rồi, cái mũi kim mình cuối cùng nó sẽ dừng ở đây ha, nó nằm ở mút của cái hạt của mình. Chị em sẽ bỏ xuống dưới, xỏ xuống dưới. Rồi chị em sẽ cho nó cắt ra khoảng tầm 2-3 mm đổ lại nha. Cái này là khoảng non 3 mm nha. Đây, mình cho cái khoảng cách ra 2 mm cứng thôi, chứ nó chưa có hẳn là 3 mm. Để em nói 3 mm, cái chị em mình làm nó lố ra cái nó thành 4 mm ha. Đây là khoảng cách nó cắt ra bao nhiêu cái mũi kim mình ha. Rồi mình đi lấy cái mũi kim mình lên, rồi mình lại dừng cái kim mình ở đây. Tiếp tục mình lại lấy cái kim cái hạt nhỏ, mình xỏ tiếp tục 5 hạt nữa. 1 2 3 4 5. Rồi chị em mình xỏ 5 hạt, chị em mình rút lại. Thì làm cái thao tác cũng y như lúc hồi nãy. Chị em mình rút lại xong. Đây chị em mình rút, rút sát vô. Sát vô thì chị em cứ bọc ngược trở xuống. Một cái mình ướm xuống, một cái mình ướm lên thôi ha. Mà ướm xuống chị em đừng có co tròn theo cái hạt đó, mà hãy co cho nó có cái độ nó đi lên, nó đá lên ha. Nó đá lên chừng khoảng một hạt. Rồi xong mình cắm kim xuống. Đây ha. Chị em mình cắm lại rút dưới đây cũng được luôn nha. Không quen thì chị em mình cứ rút xuống đây một cái đi. Rồi mình hả xỏ trở lên thụt lại một mũi. Thụt lại một nhịp tức là một hạt nè. Mình thụt lại một nhịp. Rồi mình luồn vô cái hạt cuối cùng mình. Để mình khóa lại cho nó dính chặt lại. Rồi nó nằm im đây ha. Nằm im đây mình dừng kim đó. Tiếp tục mình lấy kim lớn. Mình xỏ hạt lớn. Hạt lớn là hạt 6 ly của mình đây. Rồi chị em cứ xỏ vô. Đây ha, mình xỏ hạt 6 ly. Rồi chị em cứ xỏ tới. Đây ha, hạt xỏ lên 6 ly nè. Rồi chị em mình cứ cắm. 6 ly thì chị em mình cứ bỏ khoảng cách từ cái mũi kim lên của mình xuống nè, cũng tầm gần 6 ly. Gần 6 ly. Giống như cái hạt của mình, cỡ cỡ cái hạt của mình ha. Rồi xong chị em lái ra lên thêm là 2 mm nữa, hoặc hơn chút đỉnh ha. Mình lái cái kia mình lên. Rồi mình kết cho nó chắc. Rồi ha, kim mình lại tiếp tục cái kim của hạt lớn mình dừng tiếp, thì mình lại tiếp tục lấy cái kim của hạt nhỏ mình xỏ 5 hạt tiếp tục. Nó có nhiều cách kết lắm, em từ từ em chia sẻ, em sắp xếp thời gian em sẽ chia sẻ với mấy chị ha. Lâu lâu lên đồ kiểu thì em sẽ hướng dẫn trang trí hoa hoặc là kết chuỗi, rồi mai mốt em sẽ hướng dẫn chị em mình kết mấy cái trúc ha, mấy cái trúc gãy rồi trúc trúc nguyên ha. Đây là 5 hạt tiếp tục nha.
Nó có nhiều cái cách kết rất là đơn giản mà chị em mình trang trí lên đồ bộ cũng dễ thương, hoặc đầm mình cũng dễ thương ha. Rồi cũng y như lúc nãy, mình lại ướm nó qua, đừng có kéo tròn ngược cúp xuống, mình cho nó hơi có cái độ, nó có cái độ đi lên để là cái đường nó mềm mại, cái đường cong nó mềm mại ha. Xong rồi chị em mình kéo lên tới đâu, chị em mình kéo lên tới đâu thì chị em mình cắm kim ngay đó. Rồi mình lùi lại một nhịp, mình lùi lại một nhịp để mà mình xỏ vô cái hạt cuối cùng mình khóa chỉ. Rồi mình lùi lại một nhịp, rồi mình lại xỏ vô cái hạt cuối cùng của mình. Rồi ha, mình khóa chỉ. Thì mình cứ đi lần lượt như vậy cho đến hết cái áo ha. Cái này chị em mình có thể kết theo dòng cổ tim, hoặc là cổ vuông, hoặc là lai tai, lai áo, hay lai đầm gì cũng được. Rồi tiếp tục nữa, khi mà mình làm hạt nhỏ xong thì mình tiếp tục cái hạt lớn. Mình cứ cái thao tác có một thứ thôi, nó cứ lòn lên lòn xuống vậy thôi ha. Chị em mình muốn mà cái đường kết này nó to hơn thì mình dùng hạt to hơn. Cái này là hạt 6 ly thì chị em mình dùng hạt 8 ly. Nếu hạt này 8 ly thì cái hạt nhỏ ở dưới chị em mình sẽ dùng là 4 ly. Mình cứ dùng cái hạt tăng dần lên. Rồi ha, mình cũng vẫn y vậy ha. Bây giờ em kết cho chị em mình xem ha. Cái khoảng cách từ cái mũi kim cuối cùng tới mũi kim tiếp theo thì nó bằng cái hạt của mình. Cái hạt mình 6 ly thì mình lên 6 ly, rồi mình đá lên. Mình lái lên vậy nè, khoảng tầm cứng 2 mm nè ha. Cứng 2 mm rồi mình cứ lòn. Rồi mình rút. Chị em đừng có rút mạnh tay quá nha, rút mạnh tay quá vô tình làm cho nó rút cái đường kết của mình một chút, mình mặc lên nó nhăn nhúm, nó không đẹp nha. Mình kết chặt nhưng mà chặt vừa phải, đừng có cho nó nhăn. Rồi xong mình lại dừng kim ở đây ha. Rồi tiếp tục chị em cứ lấy 5 hạt nhỏ, em kết một vòng nữa rồi mình ngưng ha. 5 hạt nhỏ. Nếu chị em xem mà chưa có nhìn kịp, chị em mình tua lại ha. Tại vì em sợ làm nhiều quá nó dài, cái video nó dài quá. 5 hạt nha. Chị em mình muốn lấy cái hạt này dễ, để em chỉ cho em mình lấy cái hạt này dễ nha. Nãy giờ em lấy mà em không có nói. Đây chị em mình lấy dễ, chị em lấy bên bìa, nó rất là dễ. Tại nó có cái thành nó chịu nè, nó có cái thành nó nằm lại nè. Chị em mình lấy bên bìa, mình kê vô sát bìa nè. Ở bên bìa nha, cái chị em mình cứ nhìn là chị em mình cứ ghim cái là nó dính là nó không có chạy ha. Ở đây 5 hạt nè. Còn em thì em quen thì em cứ xỉa xỉa chính giữa cũng được, còn chị em không quen chị em cứ lấy ngay cái bìa. Rồi làm một hồi nó hết thì chị em lùa mấy cái hạt ra ngoài bìa, bắt ngoài bìa lấy vô. Ở ngoài bìa nó có cái thành nó chịu cho mình. Chị em muốn mà cho dễ nữa thì chị em mình sẽ dùng cái bàn cân nhỏ, cái bàn cân học sinh mình cũng được nữa, chị em căng cái bàn cân vô vải. Chị em đổ những cái hạt này vô cái bàn cân á, vô cái vải của mình á là mình lùa kim mình dễ lấy lắm. Rồi ha. Mình vẫn làm cái thao tác y như lúc nãy. Như mình kết quen á, chị em kết quen là dễ lắm, mình cứ ghi một cái là ngay à. Rồi mình kết xong hết thì mình lại khóa chỉ ha, khóa chỉ cho chặt để cho đừng có bung nha, tại vì hạt nó bung cái là uổng lắm, nó bung nguyên một lèo luôn á. Rồi bây giờ cái hiệu ứng của nó khi mà mình kết xong, chị em mình may áo dài mà tay loe ra, may áo rộng rãi không ben ha, mình kết lên nó rất là cổ điển luôn, dễ thương lắm. Đây, khi mình kết xong là nó như thế này. Rồi ha, chị em mình kết cái mẫu mẫu này là mẫu số 2 rồi ha. Rồi có thể chị em mình có thể kết nhiều cách kết khác nhau nha. Cái này em chỉ nói một chút thôi chứ cái này em không có hướng dẫn kịp. Cái này để hôm khác em sẽ hướng dẫn chị em mình. Đây, chị em mình kết cái hoa nè. Nó giống như là cái hoa của cái áo của mình ha. Đây nó giống như cái hoa mà cái áo lúc mà mình trang trí nè ha, trang trí lên áo của mình nè. Thì chị em mình cũng kết những cái hoa như thế này, hạt to hạt nhỏ thì mình tạo hoa hoa to hoa nhỏ ha. Rồi màu sắc thì mình tự lựa chọn. Thì chị em mình sẽ kết, thí dụ như đang bây giờ là cái tay áo. Em nói nha, thí dụ cái tay áo ha. Cái tay áo của mình không có làm nơ gì cả, em giả sử nha. Cái tay áo của mình nè, không có nơ gì hết. Thì chị em mình sẽ kết kết bông ở đây. Kết bông ở trên giữa nè, hai bên này mình không kết nó vẫn đẹp nha. Mình kết hoa, mình bố trí hoa, chị em mình bố trí đừng có cho nó đi thẳng hàng. Cho nó nằm ngẫu nhiên là nó đẹp à. Đừng có cho nó thẳng hàng giống như ô ly rồi nó không đẹp. Rồi chị em mình sẽ muốn kết thêm thì cái hạt, cái lá hay là cái cành hay là những cái đoạn cong thì chị em mình cứ thêm lên. Mà chị em mình kết hợp, nên kết hợp với những cái ống trúc á, cái khúc trúc mình kết vô. Cái lần sau em sẽ hướng dẫn chị em mình kết những cái khúc trúc để tạo hiệu ứng những cái hoa nó khác hơn ha.
Cái này thì chị em mình kết lai áo rất là dễ thương luôn. Lai áo cái chị em mình kết lên, mình thêm mấy cái hạt pha lê á, nó sẽ lấp lánh lên, nó sẽ đẹp lắm. Rồi chắc là mình kết thúc cái video này nha mấy chị. Rồi lần sau em sẽ hướng dẫn kết cái kiểu khác.